Xin chào mọi người đã tham dự buổi lễ giỗ Lao Sanof tối nay. Tôi tên là Bùi Minh Toàn, học sinh lớp 96 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ với mọi người về những trải nghiệm của tôi trong quá trình thực hiện ước mơ du học của mình. Tôi tin chắc rằng cho dù các bạn có mục tiêu nào thì khi đi trên con đường thực hiện nó, các bạn sẽ gặp không ít khó khăn và gian khổ. Các bạn có thể sẽ gặp hết từ thất bại này đến thất bại khác, hay thậm chí là ngã ở một chỗ vài lần. Các bạn có thể sẽ phải đi trong một con đường mù mịt không thấy đích tới. Nhưng lúc như vậy, các bạn sẽ cảm thấy rất chán nản và mệt mỏi đúng không? Các bạn có thể sẽ muốn bỏ cuộc ngay. Nhưng tôi tin rằng nếu như các bạn có đủ dũng khí và sự tự tin, thì sẽ không có thử thách nào mà các bạn sẽ không thể vượt qua. Và con đường tôi đã đi cũng vậy. Tôi tham dự Yola Sanof lần đầu tiên từ năm 2012. Lúc đó là mùa hè, tôi chuẩn bị bước lên lớp 3 và tôi vẫn chưa có hiểu biết gì nhiều về đi du học. Tôi không ước mơ quá cao xa tới mức được lên sân khấu này để phát biểu. Khi được nghe các anh chị lớp trước truyền đạt kinh nghiệm của họ và họ đã hoàn thành ước mơ du học của mình như thế nào, tôi cảm thấy có hứng thú. Nhưng tôi không thực sự nghiêm túc về nó. Tôi rất từ từ. Mỗi khi thực hiện kế hoạch đi du học là tôi lại cảm thấy giấc mơ này vẫn còn quá xa vời. Chỉ mãi đến khi chị tôi, Bùi Hồng Minh Thư, hoàn thành ước mơ du học của mình với trường Trinity College, thì đó cũng là lúc tôi cảm thấy mình cần phải bắt tay vào thực hiện cuộc hành trình của riêng mình. Dự định ban đầu của tôi và gia đình là sẽ hết cấp 3 rồi mới đi. Nhưng cùng lúc đó thì anh họ tôi là một người rất thân thiết với gia đình tôi và cũng là một người thầy lớn cả về tình cảm lẫn tri thức, đã khuyên bảo tôi rằng tôi nên đi từ năm cấp 3 để có thêm nhiều trải nghiệm thú vị. Và tôi cũng đồng ý ngay, bởi vì lúc đó mỗi khi nghe thấy cơ hội được đi du học là tôi sẽ nhanh chóng thực hiện. Tôi lao vào luyện thi TOEFL, IELTS, rồi cả Junior ở Yola, cũng như tham gia thêm nhiều các hoạt động ngoại khóa thể thao khác. Nhưng rồi đây vấn đề bắt đầu xuất hiện. Tôi không có khả năng tập trung cao, mà còn phải lo cả đống thứ. Chuyện học trong trường nè, chuyện luyện thi ở Yola nè, rồi lại còn hoạt động ngoại khóa nữa. Thế nên tôi đã gặp khó khăn trong việc phải cân bằng tất cả những thứ này. Điểm số trong trường của tôi vốn đã không cao, khi làm thêm những thứ này nữa thì là rất thê thảm. Đến mức mẹ tôi còn phải tính toán xem điểm thi học kỳ của tôi phải được bao nhiêu thì mới đạt học sinh giỏi. Tôi thi IELTS vào tháng 10 năm ngoái thì cũng chỉ được có 6.5 thôi. Nhưng vì lúc đó đã là tháng 11 rồi, không còn nhiều thời gian nữa, nên tôi phải nhanh chóng nộp đơn. Tôi nộp vào một trường trung học ở Mỹ và nhanh chóng và được trường đó nhận. Thành thật mà nói thì đối với các trường cấp 3 ở Mỹ, không đứng top đầu thì rất dễ được nhận, chỉ là bạn có đủ tiền đóng học phí hay không thôi. Và đây cũng là khó khăn lớn nhất của tôi. Nhà tôi tuy không phải quá nghèo nhưng cũng không thể đóng nổi khoản tiền 30.000 đô một năm. Lúc ấy tôi đã rất buồn, rất thất vọng ấy. Tôi ước rằng mình được sinh ra trong một gia đình khá giả hơn. Tôi bắt đầu tranh trở rất nhiều điều về bản thân. Tôi tự hỏi liệu những thử thách này có phải là quá sức đối với tôi không? Và liệu tôi có thể vượt qua được cái bóng quá lớn của chị tôi không? Chị tôi giỏi vậy cũng phải đợi đến hết cấp 3 mới đi được mà. Trong lúc đang tranh trở thì anh họ khuyên tôi rằng tôi tốt nhất nên đi du học ở một nước nào đó ở châu Âu thay vì cứ nhất là Mỹ. Lúc đó cả gia đình tôi đều ủng hộ ý tưởng này, nhưng tôi thì không. Tôi cho rằng mình đã đi được một quãng đường rất xa. Tôi đã thi cả TOEFL, IELTS rồi lại còn nộp đơn vào các trường ở Mỹ nữa. Nếu như bây giờ mà tôi bỏ đi hết tất cả và làm lại từ đầu thì liệu tôi có thể vượt qua được không? Và nếu như tôi lại để đứt gánh giống như lần trước thì liệu tôi còn có cơ hội nào nữa không? Tôi cũng không muốn để phó mặc bản thân cho những quyết định từ bên ngoài. Tôi không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy. Vì thế tôi đã từ chối lời đề nghị trên và tiếp tục thực hiện hành trình của mình để đi du học Mỹ. Tôi nộp đơn thêm cho 5 trường nữa. Có thể nói ngày Tết năm nay không phải là quãng thời gian để tôi vui chơi và giải trí, mà là quãng thời gian để tôi dốc toàn lực để làm hồ sơ và viết bài luận. Những hôm mà tôi thức đến 2-3 giờ sáng là chuyện bình thường, mà thật ra tôi toàn ngủ gật trong lớp. Nhưng tôi không mệt mỏi, bởi vì tôi biết rõ khả năng của mình.
tôi rất đam mê trong những lĩnh vực mà tôi yêu thích, nhất là về lịch sử, đặc biệt là lịch sử Mỹ. Tôi có thể dành cả ngày để nghiên cứu, tìm tòi về những lĩnh vực này. Và đây cũng là ý chính trong bài essay của tôi, cũng như khi tôi phỏng vấn. Và tôi tin rằng đó chính là điều mà làm cho tôi khác biệt. Tôi còn có gia đình tôi, những người luôn đi theo sát bên tôi và ủng hộ tôi. Và mỗi đêm khi làm hồ sơ và viết bài luận, tôi quay ra nhìn đằng sau và thấy cha mẹ tôi vẫn đang ngồi đó, đợi tôi hoàn thành công việc. Điều đó làm tôi có thêm động lực. Và cuối cùng thì nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, cũng như một chút may mắn, tôi đã được trường Thon Tân nhận với mức hỗ trợ tài chính là 108.000 đô trong 3 năm, một mức phù hợp. Và một buổi sáng khi thức dậy, tôi đã nhận được email mời nhập học của trường. Tôi vui mừng không thể tả. Nhưng chắc vì không thích phải bộc lộ cảm xúc ra quá nhiều nên tôi chỉ mỉm cười một chút và nói tôi rất vui thôi. Các bạn biết đấy, tôi thực ra cũng không phải học sinh, một đứa học sinh có nhiều đặc điểm nổi trội. Nhưng tôi có sự tự tin cũng như lòng kiên trì, và vì thế tôi đã vượt qua. Vì vậy, tôi tin chắc rằng nếu như các bạn có sự tự tin và kiên trì vượt mức 200%, thì nhất định các bạn sẽ vượt qua được rất nhiều thử thách. Và một điều các bạn không được phép quên đó là gia đình. Gia đình sẽ luôn đồng hành cùng các bạn trên suốt chặng đường dài khi các bạn thực hiện ước mơ của mình. Vì thế các bạn hãy luôn trân trọng và yêu quý họ. Hãy biết đối xử thật tốt với họ và hãy biết lắng nghe họ. Và Khổng Tử đã từng có câu nói thế này: hành trình ngàn dặm đều bắt đầu từ một bước đi. Vì thế đừng bỏ cuộc. Tôi làm được thì nhất định các bạn cũng sẽ làm được. Tới đây tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô ở Yola đã dìu dắt tôi trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn.